Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, tờ Niki cho hay Trung Quốc là bá chủ thủy điện của thế giới với số lượng đập lớn đang hoạt động nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Giờ đây Trung Quốc đang xây dựng siêu đập gần biên giới Ấn Độ, siêu dự án thủy điện của Trung Quốc với công suất dự kiến 60 GW sẽ tạo ra lượng điện gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp. Trung Quốc đã đưa ra một vài thông tin cập nhật về tình trạng của dự án kể từ khi Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc phê duyệt vào tháng 3 năm 2021. Siêu đập nằm ở một trong những địa hình nguy hiểm nhất thế giới, ở khu vực từ lâu được cho là không thể vượt qua. Trung Quốc có kế hoạch xây đập thủy điện trên sông Gia Lung Giang yangbo con sông lớn nhất ở khu tự trị Tây Tạng và là thượng nguồn của sông Brahmaputra ở Ấn Độ với công suất tạo ra điện lên tới 70 gigawatt. Theo kênh al Jazeera, với mục tiêu đến năm 2060 trung hòa carbon, Bắc Kinh càng nghiêm túc hơn với dự án thủy điện tại Tây Tạng. Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc gian Zizong cho biết, siêu đập thủy điện mới sẽ đóng góp cho tương lai xanh của nước này. Trong văn hóa Tây Tạng, sông Yalong Yangbo vô cùng đặc biệt được coi như cơ thể của vị thần Doge Mô. Bắt nguồn từ Tây Tây Tạng, Yalong Yangbo nằm ở độ cao 5.000m so với mực nước biển. Do vậy, Yalong Yangbo được coi là con sông cao nhất trên thế giới. Đập thủy điện này dự kiến có thể tạo ra năng lượng gấp 3 lần đập thủy điện lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là Tam Hiệp. Để xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp, Trung Quốc đã phải tái định cư 1,4 triệu dân. Trong khi đó, khu vực quanh sông Gia Lung Giang Bồ có dân số không đông đúc như tại sông Dương Tử, nơi Tam Hiệp tọa lạc. Tờ Global Times đưa tin đập thủy điện trên sông Gia Lung Giang Bồ có khả năng được xây tại địa điểm thuộc huyện Medoc, có dân số khoảng 14.000 người. Sau khi qua Trung Quốc, sông Gia Lung Giang Bồ còn chảy vào Bangladesh và bang Arunachal Pradesh Assam thuộc Ấn Độ. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin chính phủ Trung Quốc sẽ hiện thực hóa dự án khai thác thủy điện ở Hạ Lô Sông Gia Lung Giang Bồ. Theo bản dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 14 2021-2025 của nước này, và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035. Ông Giang Chi Yong cho biết, tại hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc, không có hai thứ gì đều tốt cả, và đó sẽ là cơ hội lịch sử cho ngành thủy điện Trung Quốc. Theo các báo cáo khoa học, dòng chính của sông Gia Lung Giang Bo có tài nguyên nước phong phú nhất ở khu tự trị Tây Tạng, phía Tây Nam Trung Quốc, được định giá khoảng 80 triệu kWh. Trong đó, riêng khúc dài 50 km ở hẻm núi Gia Lung Giang Bo Grand Canyon chiếm tới 70 triệu kWh và có nhiều tiềm năng phát triển tương đương với hơn 300 trạm điện của dự án Tam Hiệp. Ông Giang nói rằng, Việc khai thác dự án thủy điện ở Hà Lưu sông Gia Lung Giang Bồ không đơn thuần chỉ là một dự án thủy điện, mà nó còn có ý nghĩa đối với môi trường, an ninh quốc gia, mức sống, năng lượng và hợp tác quốc tế. Vị quan chức ngành thủy điện cũng tiết lộ, dự án có thể tạo ra thu nhập 20 tỷ nhân dân tệ, 3 tỷ đô la Mỹ hàng năm cho khu tự trị Tây Tạng. Theo đó, việc khai thác dự án thủy điện 60 triệu kWh ở Hà Lưu sông Gia Lung Giang Bồ có thể tạo ra 300 tỷ kWh điện sạch không carbon hàng năm. Ngoài ra, dự án sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu của đất nước là tiệm cận đến mức cao nhất về các giảm lượng khí thải carbon trước năm 2030 và mức độ trung hòa carbon vào năm 2060. Cao nguyên Tây Tạng hiện có nguồn tài nguyên nước khoảng 200 triệu kWh, chiếm đến 30% tổng lượng nước ở Trung Quốc. Đây là một dự án hai trong một vừa đảm bảo an ninh nguồn nước và an ninh nội địa, Ông Danh tuyên bố đồng thời cho biết dự án cũng sẽ hợp tác sung sẻ với hai quốc gia láng giềng Nam Á. Theo ông Linh Bo Chang, chuyên gia kinh tế năng lượng tại Đại học Hạ Môn với kinh nghiệm xây dựng các nhà máy thủy điện Tam Hiệp, Bạch Hạt Thang và các dự án thủy điện lớn khác, đặc biệt là khu quy hoạch và công nghệ đẳng cấp thế giới, thì các vấn đề đều đã được giải quyết. Tuy nhiên, ông Linh cũng nhấn mạnh, Riêng đối với các dự án thủy điện trên các con sông xuyên biên giới sẽ không thể phát triển nếu không có sự liên lạc và hợp tác giữa các quốc gia thường nguồn và hạ nguồn nhằm thiết lập các cơ chế phối hợp để thúc đẩy việc sử dụng và phát triển toàn diện tài nguyên nước. Theo tờ South China Morning Post SCMP, một trở ngại do sông băng tan chảy có thể khiến kế hoạch xây siêu đập ở Tây Tạng bị tạm dừng đáng kể. SCMP chỉ ra một trận lỡ đất do sông băng tan chảy hồi năm 2018 đã chặn sông Gia Lung Giang Bồ ở lưu vực Xe Đông thuộc hiện Mi tạo thành một hồ chứa khoảng 600 triệu mét khối nước với dòng chảy đổ về từ thượng nguồn như hiện nay, đập có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hồ Xe Đông nằm ở thượng nguồn và cách vị trí định xây đập thủy điện khổng lồ nói trên chỉ vài km, và với lượng nước lớn ngay ở phía trên đầu, không có công nhân xây dựng nào có thể dám vào khu vực để dọn dẹp. Để có thể xây đập khổng lồ, trước tiên họ phải dọn dẹp đập nhỏ hơn do trận lở đất tạo nên. Nhiều nhóm nhà khoa học và kỹ sư, gồm cả một số chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc, về kỹ thuật xây dựng dân dụng, nghiên cứu sông băng và phòng ngừa lở đất, đã đến xe đông pu trong những năm gần đây. Các nhóm chuyên gia này đã thu thập một lượng lớn dữ liệu về vị trí định xây đập khủng bằng cách sử dụng dùng máy bay không người lái và những thiết bị khác và đã được giới chức hỏi về giải pháp sau khi hoàn thành đánh giá của họ. Theo SMP, giáo sư về kỹ thuật xây dựng dân dụng hình ái quốc tại Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải, Trung Quốc, một trong những chuyên gia tham gia nghiên cứu xây dựng trên sông Gia Lung Giang Po nhận định. Tình hình rất khó khăn, chưa có các giải pháp tức thời. Các nhóm chuyên gia chưa thể tìm ra cách gia cố đập do lỗ đất tạo nên hay tháo dỡ nó một cách an toàn. Tình hình còn có thể tồi tệ hơn khi họ phát hiện những đợt thiên tai tương tự có thể xảy ra lần nữa do biến đổi khí hậu. Ông Hình cho hay, khu vực đó rộng lớn và có nhiều sông băng, khoảng một phần tư số sông băng ở cao nguyên Tây Tạng đã biến mất kể từ thập niên 1970, và 2 phần 3 số sông băng còn lại sẽ không còn được nhìn thấy nữa trước cuối thế kỷ này, theo ước tính của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc một tảng băng có thể biến một trận lỡ đất trở thành thảm họa. Chẳng hạn tại Sedongpu, một phần tảng băng đã trôi hơn 10 km với tốc độ lên tới 72 km h theo ước tính của Trạm Giám sát Môi trường Địa chất của Tây Tạng. Tháng 10 năm 2020, chính quyền Tây Tạng đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty điện lực Power China, một công ty chuyên về các dự án thủy điện. Với dự án này, Bắc Kinh có thể lập luận rằng đây là giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch và thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường chỉ trích dự án giống như họ từng chỉ trích đập tam hiệp của Trung Quốc xây từ năm 1994 đến năm 2012. Để xây đập tam hiệp, Trung Quốc đã phải di dời 1,4 triệu dân ở thượng nguồn. Brian Il, giám đốc chương trình bền vững năng lượng và nước của Trung tâm Nghiên cứu Stimson Mỹ nhận định, Xây một con đập với kích thước lớn như này là một ý tưởng tồi tệ với nhiều lý do khác nhau. Theo chuyên gia này, ngoài ảnh hưởng địa chất, dự án có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của khu vực này. Con đập sẽ ngăn các loài cá di cư, cũng như chặn dòng chảy của phù sa. Ngoài ra, dự án có thể kéo theo các rủi ro hệ sinh thái và rủi ro chính trị. Tempa Johnson Zamha, một chuyên gia về chính sách môi trường thuộc Viện Chính sách Tây Tạng, nhận định. Dự án cũng gây lo ngại cho Ấn Độ khi các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát phần lớn nguồn cung cấp nước ở Nam Á. Reuters năm 2020 dẫn lời một quan chức Ấn Độ tiết lộ chính quyền New Delhi đang lên kế hoạch xây đập thủy điện của nước này trên sông Brahmaputra nhằm tăng cường năng lực giữ nước và giảm thiểu ảnh hưởng của dự án Trung Quốc. Năm 2015, Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện giam trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, được đánh giá là lớn nhất ở Tây Tạng. Theo báo cáo, việc khai thác tài nguyên thủy điện trên sông Brahmaputra có thể cung cấp khoảng 300 tỷ kWh điện không carbon mỗi năm cho Trung Quốc, chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu của nước này hồi năm 2020. Thưa quý vị, sâu gấp đôi hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, hẻm núi Brahmaputra nắm giữ lượng nước chưa được khai thác lớn nhất châu Âu, trong khi dòng chảy mạnh của dòng sông trở thành nơi tập trung tiềm năng thủy điện lớn bậc nhất trên trái đất sự kết hợp này như một thỏi nam châm cực mạnh đối với các nhà xây dựng đập trung quốc tuy nhiên siêu đập cũng được cho là dự án rủi ro nhất thế giới vì nó được xây dựng trong khu vực có nhiều hoạt động địa chấn điều này khiến siêu đập có khả năng trở thành quả bom nước đối với các cộng đồng ở hạ lưu ở ấn độ và bangladesh những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau